Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn là cách xóa mật khẩu tài khoản Google dòng máy Samsung A70 nhé. Đây, hiện tại thì máy Samsung A70 của mình phá tài khoản, khóa mật khẩu màn hình xong rồi thì ok, thì mình đã phá được thành công rồi các bạn nhé. Bây giờ mình tiếp tục là xóa mật khẩu tài khoản Google. Thì khi mình mở khóa màn hình sau thì chắc chắn là sẽ dính tài khoản Google. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách mình làm. Thì rồi ok, thì bây giờ thì như các bạn đã biết thì bây giờ chúng ta cần phải sử dụng vào một cái tool của Samsung FRP Tool 2020 V1 nhé các bạn nhé. Đấy, khi có tool rồi thì các bạn hãy kết nối với điện thoại của mình với wifi. Rồi chúng ta sẽ ấn vào bypass FRP nhé các bạn nhé. Ok này. Đấy, nó hỏi mình bắt buộc mình phải kết nối với wifi thì tool mới nhận diện được điện thoại của chúng ta nhé các bạn nhé. Ok, chúng ta ấn dòng thứ hai nhé. Đây thì mình sẽ nhìn vào đây các bạn. Rồi ok, đấy, chúng ta sẽ ấn vào chữ xem này nhé. Thì mình sẽ rút cát ra nhé. Cát thì mình sẽ chuyển sang bên này. Ok, thì khi ấn vào cập nhật xong thì nó sẽ văng ra ngoài. Khi văng ra ngoài thì mình lại phải thao tác làm lại nha các bạn nhé. Thao tác làm lại hết toàn bộ như lúc bước đầu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở lên, ra vào đây. Chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản Google của chúng ta vào nha các bạn nhé. Đấy, khi đăng nhập Google thì các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng này Android Handsetting này. Đấy, bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng này cho mình. Nhưng mà các bạn muốn cài đặt được cái ứng dụng này thì các bạn hãy đăng ký một cái tài khoản Google, và tài khoản Google đó phải liên kết với một cái tài khoản của Samsung. Thì mình sẽ đăng ký tài khoản Samsung đây. Đăng ký tài khoản Samsung thì các bạn mới có thể đăng nhập được nhé. Khẩu thì mình xin giấu các bạn nhé. Ok, khi đăng nhập xong sẽ gửi mã về chứ, về số điện thoại của chúng ta. Giờ mình sẽ đăng nhập. Đấy, ok, đã có mã về này.
8 3 5 6 9 này, 1 2 3. Ok, hoàn tất. Xong rồi, thành công rồi. Đấy, mình đăng nhập thành công rồi, mình không cần phải đăng nhập lại nhiều cái nữa làm gì. Đợi ứng dụng nó về tải nữa về là xong. Rồi, chúng ta sẽ mở lên nhé. Đấy, mở lên đây, vào ứng dụng bên trong. Các bạn muốn tìm thì muốn kéo đây tìm, nhưng mà tìm sẽ lâu lắm. Mình sẽ gõ tắt luôn. Các bạn gõ đúng như mình như này, chỉ cần cách ra cái là chọn cái đầu tiên nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ mẫu hình này, mẫu hình vẽ cho nó nhanh nhé các bạn nhé. Đấy, sẽ nhận. Rồi, tắt đi. Đấy, như này là xong, chúng ta sẽ thoát hẳn ra ngoài nhé, thoát luôn ra lúc đầu ấy. Đấy, thoát ra đầu tiên. Ok, tiếp theo nhé. Không sao chép. Đấy, rồi ok, chúng ta đến như này đã mở thành công rồi. Nếu mà máy các bạn nào hỏi thì mình sẽ vẽ cái mật khẩu hình chữ L vào sau nha các bạn nhé. Khẩu hình chữ L như vừa xong để chúng ta đăng nhập được vào hệ thống cho nó nhanh. Rồi ok nha các bạn nhé. Đấy thì coi như này mình đã phá thành công tài khoản Google rồi cho Samsung A70. Thì mình sẽ dừng clip ở đây. Thì clip của mình sẽ giúp ích cho các bạn, thì hãy cho mình một like, subscribe và chia sẻ để mọi người cũng biết nhé. Đây là kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn thôi. Rồi ok, xin chào tạm biệt các bạn nhé.